Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số cái thông tin khá là thú vị liên quan đến câu chuyện của Thiền Am bên bầu vũ trụ. Chúng ta có thể thấy là bữa rày đó liên tục là cái màn đấu tố lẫn nhau giữa các YouTuber bảo vệ Thiền Am, kèm với đó là với con trai của ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Minh Tú. Thưa quý vị, ngày hôm qua với một cái câu nói của Lê Thanh Minh Tú chửi một số YouTuber lợi dụng Thiền Am để mà kêu gọi từ thiện trục lợi cho bản thân, bên cạnh đó là làm mất đi uy tín danh dự của ông Lê Tùng Vân khi mà cứ liên tục kêu gọi Mạnh Thường Quân, rồi nào là ăn chặn, thậm chí là cò từ thiện, cho đến là những cái đứa bé bên trong Thiền Am bên vũ trụ thì cũng bị một số YouTuber này lôi ra làm trong một trong những cái gọi là cái công cụ để mà kiếm tiền dành cho bản thân của họ. Ví dụ như chúng ta được biết là rất là nhiều những cái Mạnh Thường Quân ở ngoài nước đó, khi mà nghe nhắc đến những cái đứa trẻ mồ côi nè, rồi cho đến là những cái chú tiểu mà gọi là nghèo khổ hay cực khổ hay là cuộc sống khó khăn, thì tất nhiên là cái lòng làm từ thiện của người ta sẽ trỗi dậy ngay lập tức, gọi là người ta gửi tiền về. Và thông qua những cái các kênh YouTube này thì chúng ta được biết là cứ một phần quà rồi cho đến là một những số tiền đó, thì khi mà gửi vào Thiền Am thì những người mà đi gọi là phân phát này, bên cạnh đó là có thể nói là vận chuyển tiền hay là quà cáp gì đó, thì đều hưởng được một trong những cái phần gọi là cái mà cái cò đó các chú anh chị. 1.000 đô thì mất hết khoảng 200-300 đô. Cái bài vận chuyển vào bên trong Thiền Am đó thì một thùng sữa đâu đó lên đến gần 100 đô rồi, số tiền quá cao nha. Thì cho nên là Lê Thanh Minh Tú đó, khi mà biết ra những cái thông tin này thì người ta khá là tức tối, khi ngoài miệng thì nói rằng là chúng tôi rất là yêu thương các chú tiểu, yêu thương những đứa trẻ mồ côi, rồi yêu thương ông Lê Tùng Vân, vân vân. Nhưng mà khi có tiền thì mới làm việc, còn không tiền thì bỏ mặc những cái đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bên trong Thiền Am vũ trụ này. Thật ra trên miệng của các nhân vật bảo vệ Thiền Am thì họ luôn nói rằng là những đứa trẻ mồ côi, nhưng thực chất thì ai ai cũng biết những đứa trẻ đó chính là được những cái người phụ nữ bên trong Thiền Am họ sinh ra, không phải là những đứa trẻ mồ côi. Điều này thì cơ quan chức năng cũng đã xác nhận. Thưa quý vị, thì liên quan đến cái câu chuyện đấu tố này, ngày hôm qua Minh Tú đã lên trên cái kênh của mình chửi thẳng mặt một số những YouTuber rất là nhiều. Những cái tên được Minh Tú gọi là liệt kê lên đến gọi là mười mấy kênh YouTube, là Minh Tú nói rằng là những cái cọng gác bên sông đều là lợi dụng vào Thiền Am để mà kiếm tiền. Thực chất thì trong cái câu chuyện này ngày hôm nay đó, chỉ một mình Minh Tú nhận ra thôi, còn chúng ta thì chúng ta đã nhận ra từ rất là lâu rồi. Những người ngoài khi mà nhìn vào thì thấy rõ ràng là một sự thật. Không có ai là gọi là làm công không, rồi là lên trên mạng xã hội này nói rằng là tôi đi gọi là bảo vệ những đứa trẻ này là không cần những cái lợi lộc, không cần vấn đề tiền bạc. Nhưng mà bên trong thực chất, kể cả là những cái luật sư nữa, cô chú anh chị, như là Thanh Trần nè, như là Nguyễn Hồng Sơn, hay là cho đến Đào Kim Lân, thì cũng y chang như vậy, đều là cò từ thiện cả. Bởi vì chúng ta có thể, bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định đó chính là cái đám người bảo vệ Thiền Am thì đều là cò hết, cò từ thiện hết, không có thoát một ai hết trơn. Thưa cô chú anh chị, riêng có đặc biệt một nhân vật mà cũng là người mà nhân vật chính ngày hôm nay mà Thanh Quyền có chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị, đó chính là cô Lan Hai Lúa. Thì chúng ta được biết đó, thời điểm hiện tại cô Lan là một trong những cái người mà tổng quản Mama chi tiền, bên cạnh đó là Minh Tú cũng như là cô Lan, là hai người có thể nói là chính về cái vấn đề gọi là chi tiền cho một số các luật sư bảo vệ Thiền Am. Thì cái thông tin mới đây liên quan đến cái câu chuyện mà của cô Lan Hay Lúa liên quan đến cái số tiền bảo vệ cho Thiền Am, đặc biệt nữa đó chính là những cái số tiền mà Tống Trần đã chuyển về cho cô Lan. Bởi vì cái thời điểm Tống Trần vướng vào vòng lao lý đó cô chú anh chị, vướng vòng pháp lý tại gọi là Nha Trang Khánh Hòa, thì Tống Trần đã có thể nói là chuyển cái nhiệm vụ này lại cho cô Lan để mà cô ấy gọi là bảo vệ cho Thiền Am, cũng như là chi những cái số tiền cho các luật sư. Thì ngay đâu đó số tiền nó lên đến gọi là hàng chục tỷ đồng của Tống Trần đã chuyển về. Bởi vì trước đây đó, khi mà bà Cao Thị Cúc còn ở ngoài thì những cái khoản này được Tống Trần chuyển thẳng cho bà Cao Thị Cúc. Nhưng mà khi mà bà Cao Thị Cúc vướng vào vòng lao lý, cái số tài khoản thì cũng đã bị gọi là cơ quan chức năng thu giữ.
thì chúng ta có thể thấy rằng cái cách vận chuyển tiền vào Thiền Am họ đã được thay đổi qua một cái gọi là cái nhân vật khác, đó chính là cô Lan Đưa Thưa, thưa các chú anh chị. Và về phía cơ quan chức năng ngày hôm nay thì người ta vẫn đang trong cái quá trình điều tra làm rõ cái vấn đề gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và tiền nó được chung chuyển như thế nào, từ nhân vật nào qua tay nhân vật nào, và sau đó thì mới vào Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cho chúng ta thấy rằng một trong những cái cách thức cũng khá là tinh vi nha. Rất là ít khi mà Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên đó họ nhận tiền gọi là trực tiếp, rất là ít nha, trừ khi những cái mạnh thường quân lớn gửi tiền nhiều thì Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên này mới chịu gọi là nhập mặt, gặp mặt cũng như là nói chuyện. Đâu phải muốn dễ đâu cô chú anh chị, gửi khoảng vài trăm đô, 100-200 đô thì bình thường các tu ca không có tiếp đâu nha, chỉ qua được các kênh YouTube thôi, họ trung chuyển vào thôi. Trừ khi mà kiểu như là gửi tiền gọi là mua xe hơi nè, mua iPhone lần đâu khoảng chục cái gì đó thì mới gặp được gọi là các tu ca này để mà nói chuyện, trao đổi trực tiếp. Thưa quý vị, cho nên là tất cả những cái người mạnh thường quân nho nhỏ bình thường gửi lần vài chục triệu đó thì đều phải qua tay một số các YouTuber như là Toán Trăng, như là Quốc Bảo rồi vân vân. Ngày hôm nay thì có một người nữa thì mà chính là Thanh Trần. Sau cái chuyến đi Hà Nội thì chúng ta có thể thấy là Thanh Trần là lộ ra hết tất cả những cái tiền bạc của mạnh thường quân rất là nhiều. Ngày hôm nay thì nghe đâu đó năm râu lên nói rằng anh Trần nhận đâu đó vài chục triệu nữa. Bữa trước là nói vài tỷ rồi, hôm nay thêm vài chục triệu cái tiền gì mà của mạnh thường quân gửi, trong khi đi Hà Nội mà năm râu biết được. Nhưng khi nghe mà cái tiếng tin gửi về cái tin nhắn cho điện thoại của Thanh Trần thì thấy rằng là khoảng đâu mười đó mười mấy hai chục triệu gì đó. Thanh Trần nhận riêng nha, nhưng mà giấu không nói với ai chứ. Thì năm râu nói rằng là Thanh Trần có quyền nhận cái tiền riêng dành cho bản thân, đó là không ai kiểm soát được, đó là tất nhiên rồi của chú anh chị. Còn cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem lại trong cái câu chuyện mà của cô Lan Hai Lúa đó, thưa quý vị, có phải là đồng phạm trong cái câu chuyện gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Tùng Vân hay là không? Khi mà câu chuyện đang khởi tố thì cô Lan vẫn tiếp tục nha, cô Lan vẫn đang trong cái quá trình tiếp tục, đó chính là cái số tài khoản của cô gọi là Vòng Kim Sưng, người phụ nữ bên trong Thiền Am vũ trụ để mà kêu gọi cho những cái đứa trẻ, chính là những đứa con mà các phụ nữ này đẻ ra đó cô chú anh chị. Thì cái nguồn tiền nó được phân phối từ gọi là Toán Trần qua tay gọi là cô Lan Hai Lúa, bởi vì Toán Trần ở rất là xa. Vào cái thời điểm mà bị vướng vào vòng lao lý pháp lý đó thì chỉ có cô Lan là ở gần nhất, tại vì cô ấy Củ Chi qua Long An rất là gần sát bên luôn, khoảng vài chục phút là cô Lan có thể tới Thiền Am bờ vũ trụ rồi. Cho nên á là cô Lan đã được gọi là tin tưởng để mà làm một trong những nhiệm vụ thay thế Toán Trần, đó chính là trung chuyển cũng như là lo lắng cho các nữ tu, các nicotine đó, vào cái thời điểm mà các như là ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái số tiền lên đến gọi là hàng chục tỷ đồng, kể cả những số tiền cà phê thuốc lá của các luật sư, rồi là những cái tiền tri trả, rồi tiền xe cộ, rất là nhiều những cái khoản tiền khác nhau. Nhưng mà cô Lan này á thì không biết cô Lan này có ăn chặn gì bên trong đó hay là không. Nhưng mà theo Thanh Nguyên đánh giá rằng đó thì cô Lan gia đình cũng là khá giả. Cho nên á cái mục đích cuối cùng của cô Lan không phải là vì tiền, mà là vì cái lời hứa hẹn của ông Lê Tùng Vân cũng như là các mạnh thường quân hứa giúp sức cho Thiền Am vũ trụ. Thưa quý vị, thật ra khi mà con cái cô Lan đó đã khuyên nè, cơ quan chức năng người ta đến nhà, người ta vận động, thì cô Lan đã có cái ý định là muốn gọi là quay xe rồi, muốn thay đổi rồi. Nhưng mà bởi vì cái lời hứa hẹn đó chính là đi Mỹ, thưa cô chú anh chị, được gọi là có thể là bảo trợ đi qua một cái đất nước khác, sinh sống một cách gọi là sung sướng, công việc ổn định, không cần phải lo lắng đến cái vấn đề gọi là nơi ăn chốn ở, cuộc sống sau này nữa. Cho nên cô Lan đã thay đổi một cách đột ngột và không chịu hợp tác với cơ quan chức năng khi mà cơ quan chức năng đã đến tận nhà cô Lan. Cô Lan có những cái câu chuyện chống đối như là giả bệnh tật nè, tim thòng, rồi cho đến là bỏ trốn. Đó chính là khi mà cơ quan chức năng đến nhà thì cô Lan nói cô Lan không có nhà, cô Lan đi chỗ này chỗ kia, người ta đến tìm, người ta để người ta gọi là vận động, bởi vì nhà cô Lan thì cũng có gọi là có con cái gì đó làm trong bộ máy mà. Cho nên là người ta trước tiên người ta đã gọi là có một cái động thái gọi là vận động rồi. Nhà có công cách mạng nữa,
Vậy thì người ta đã dùng tất cả những cái gọi là cái tình cảm dành cho cô Lan. Nhưng mà cô Lan này thì chỉ vì có cái mục đích gọi là hướng ngoại, muốn đi Mỹ cùng chung với ông Lê Tùng Vân, cho nên là cô Lan đã gọi là từ chối cái vận động này. Vì ngày hôm nay thì theo thông tin bên lề mà Thanh Quyền biết được thì tất cả những cái kế hoạch, đặc biệt đó chính là cái sự tính toán tinh vi của ông Lê Tùng Vân về cái khoản gọi là nhận tiền từ Mạnh Thường Quân đó, thì đã được gọi là cơ quan chức năng làm rõ và bại lộ rồi, bại lộ tất cả. Và đặc biệt những cái cá nhân mà đã từng chung chuyển tiền cho Thiền Am Bộ Trụ với một số lượng cực khủng mà trong khoảng thời gian dài. Thậm chí đó chính là khi mà ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thì các cá nhân này vẫn còn đang tiếp tục nha. Đó là một trong những cái điều mà rất khá là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về đồng phạm trong câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Thanh Quyền tin chắc rằng cô Lan, Toán Trần sẽ không thể nào thoát được với cái tội danh đồng phạm này với ông Lê Tùng Vân, thưa cô chú anh chị. Cùng với đó là cái số tiền khủng như vậy đó thì cái mức án đó, nó sẽ cực kỳ cao. Thì chúng ta được biết là với cái số tiền lên đến gọi là trên 500 triệu đồng thôi thì cái mức án nó từ khoảng gọi là 20 năm trở lên rồi, mười mấy 20 năm rồi cô chú anh chị. Nhưng mà cái số tiền này nó trên dưới gọi là vài chục tỷ đồng thì nó như thế nào nữa quý vị. Nên liệu rằng đó thì thời gian sắp tới chúng ta sẽ được gọi là về phía một cố cơ quan báo chí nè, cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh Long An đó, thậm chí cái sự việc này đã được chính thức về phía Bộ Công an gọi là họ chỉ đạo luôn nha, chỉ đạo phải cần điều tra. Bởi vì một số những cái đơn thư đã được gửi tới gọi là Bộ Công an, người ta vẫn đang trong cái quá trình gọi là điều tra thêm một số những cái gọi là đồng phạm nữa cô chú anh chị. Rất nhiều chứ không phải là một hai người như là Toán Trần hay cô Lan đâu thưa quý vị. Cho nên này, cái câu chuyện này nó vẫn đang trong cái quá trình gọi là kéo dài, và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi khi có thông tin mới. Thanh Quyền nghĩ rằng là vài bữa nữa thôi sẽ có biến rồi, biến đến nhà cô Lan thì em sẽ cố gắng để mà cập nhật. Tất nhiên cái ngày mà cô Lan bước lên xe thì em sẽ có mặt để mà có thể nói là ghi hình gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Em sẽ cố gắng nha, không hứa chắc là sẽ ghi hình được, bởi vì cơ quan chức năng làm việc thì chúng ta không có thể gọi là ghi hình được cô chú anh chị, nhưng mà sẽ cố gắng cập nhật những cái tình hình gửi đến cho tất cả cô chú anh chị ngày cô Lan có thể nói là đoàn tụ với ông Lê Tùng Vân trong gọi là trong khám nha cô chú anh chị. Đó là một số cái thông tin mà em đã cập nhật được trong ngày hôm nay để mà gửi đến cho tất cả cô chú anh chị cơ quan chức năng. Thì ta đã có những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề vận chuyển tiền như thế nào của ông Lê Tùng Vân rồi. Và khoảng thời gian sắp tới sẽ chính thức gọi là khởi tố bị can, và tất nhiên sau khi khởi tố bị can là bắt ngay đồng phạm để mà có thể nó là khởi tố cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nha cô chú anh chị, để mà đem ra xét xử luôn đó. Còn cái tội danh loạn luân thì vào điểm thời điểm hiện tại đó thì vẫn chưa nghe là cái thông tin là có khởi tố hay là không. Nhưng mà đối với những cái vấn đề gọi là ADN nè, rồi cho đến những cái vấn đề của những đứa trẻ bên trong Thiền Am, thì đây là một trong những cái câu chuyện mà sẽ rất là khó khăn, bởi vì nó có những cái chi tiết cực kỳ nhạy cảm nha cô chú anh chị. Thì không biết rằng cái tội loạn luân này có được khởi tố hay là không, thì tất nhiên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi những kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng mà thôi. Khi có thì em sẽ cập nhật liên tục gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc.
Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó thì ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.